Chào cả nhà nha, hôm nay mình ra vườn ngắm xương rồng nha cả nhà. Đây là cái xương rồng Asterias không gai. Bông màu vàng nha cả nhà, bông rất đẹp nha. Còn đây là cây Gimno bông màu hồng đậm nha cả nhà. Bên là cũng một cây Gimno nhưng mà bông màu hồng lợn. Quá nhiều bông. Bông nhô nhóc luôn. Khá nhiều.